Cô xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại video của cô nhé. Và ở video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta sang một phần môn tiếng Việt và để giúp chúng ta củng cố kiến thức trong kỳ nghỉ dịch này. Trước khi vào tiết học thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Cô cùng các bạn sẽ đi ôn lại khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 nhé. Và trong tình hình dịch hiện nay thì các em hãy nhớ trước khi ra đường cần phải đeo khẩu trang và nhắc mọi người trong gia đình chúng ta cùng thực hiện nhé. Bây giờ mời các bạn cùng quay vào tiết học. Trước khi vào học thì mời các bạn cùng chuẩn bị sách ô ly tiếng Việt và bút để chúng ta cùng thực hiện cho tiết học ngày hôm nay. Đề số 10. Chúng ta đi vào phần 1 La Mã. Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào câu trả lời đúng nhất. Và mời các bạn cùng chú ý, đây chính là đoạn văn mà người ta cho ông ta, đó là bài Cây đa quê hương. Nếu bạn nào theo dõi trong cái bộ đề của cô thì ở đề trước cô cũng đã cho bài Cây đa quê hương rồi, đúng nào? Nhưng sang đề số 10 này cũng là bài văn Cây đa quê hương, nhưng hệ thống câu hỏi sẽ khác một số phần so với đề trước. Vì vậy các bạn sẽ lưu ý và làm thật tốt cho cô đề số 10 này nhé. Bây giờ mời các bạn cùng chú ý quan sát vào đoạn văn, đọc thầm bằng mắt và lắng nghe cô đọc qua đoạn văn một lần. Cây đa quê hương. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. 9, 10 đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình, ngọn chót vót giữa trời xanh, rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gảy lên những điệu nhạc ly kỳ tưởng chừng như ai đang cười, đang nói. Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát, lúa vàng gợn sóng, xa xa giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. Sau khi đã nghe cô đọc qua đoạn văn một lần rồi, thì mời các bạn cùng ngồi đọc thầm đoạn văn trong vòng 15 giây. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang làm hệ thống câu hỏi nhé. Sau khi đã đọc thầm bài như vậy rồi thì mời các bạn cùng đi vào câu hỏi số 1. 1. Bài văn tả cái gì? A. Tuổi thơ của tác giả. B. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu. C. Tả cây đa. D. Tả quê hương của tác giả. Và để biết được đâu là câu trả lời chính xác thì mời các bạn cùng chú ý vào đoạn văn. Và ngay ở đầu đoạn văn chúng ta thấy được ở đây chính là bài tả về cây đa. Vậy thì ở đây cô thấy ý C là ý đúng cho câu số 1 này, thì cô khoanh vào ý C nhé. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang câu số 2. Những từ ngữ nào, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? A. Cây đa nghìn năm. B. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây. C. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Và để biết được trong 3 đáp án ở bài tập số 2 này đâu là đáp án đúng thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Hãy quan sát vào đoạn văn để chúng ta tìm ra câu trả lời đúng nhất nhé. Và ở đây cô thấy có câu mà cô đã gạch bằng bút màu đỏ. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy được đâu là đáp án đúng cho bài tập số 2 này rồi, đúng nào? Đó chính là ý C. Vậy thì cô sẽ khoanh vào ý C nhé. Tương tự như vậy, dựa vào nội dung của đoạn văn, chúng ta đi sang bài tập tiếp theo. 3. Rễ cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? A. Nổi lên mặt đất như những con rắn hổ mang. B. Nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ như những con rắn hổ mang giận dữ. C. Như những con rắn hổ mang giận dữ.
Đối với bài tập số 3 này, để chọn được hình ảnh đúng nhất thì mời các bạn cùng quan sát tiếp vào đoạn văn để chúng ta sẽ chọn ra đáp án đúng nhé. Trong đoạn văn này, chúng ta sẽ thấy được câu như sau. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ như những con rắn hổ mang giận dữ. Vậy thì câu này chính là câu trả lời đúng nhất cho câu số 3. Vậy thì các em cùng quan sát xem câu này ở ý nào đây? À, đó chính là ở ý B, đúng nào? Vậy thì chúng ta bây giờ chỉ việc khoanh tròn vào ý B. Mời các bạn cùng chuyển sang câu số 4. Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương? A. Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy lúa vàng gợn sóng. B. Đàn trâu lững thững ra về, bóng sừng trâu dưới ánh chiều, chấm chấm chấm. C. Cả ý A và ý B. Vậy thì đâu là câu trả lời đúng cho câu số 4 này các bạn? Mời các bạn cùng chú ý tiếp vào đoạn văn nhé. Các bạn thấy ở đoạn văn cô có các câu như sau. Chiều chiều chúng tôi ra ngồi hóng mát, gốc đa hóng mát, lúa vàng gợn sóng, xa xa giữa cánh đồng đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề, bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài lan giữa ruộng đồng yên lặng. Vậy thì qua cái đoạn này thì cô thấy có lúa vàng gợn sóng này, đàn trâu ra về này và bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, đúng nào? Vậy thì ở đây cô thấy câu trả lời đều nằm ở ý A và ý B. Vậy thì ở đây cô thấy ý C là cả ý A và B là ý đúng đấy. Vậy thì cô sẽ khoanh vào ý C nhá. Tương tự như vậy, và chúng ta sẽ dựa tiếp vào nội dung của đoạn văn để trả lời tiếp các câu hỏi tiếp theo. Thì mời các bạn cùng chuyển sang câu số 5. 5. Trong các cặp từ sau, đâu là cặp từ trái nghĩa? A. Lững thững, nặng nề. B. Yên lặng, ồn ào. C. Cổ kính, chót vót. Đến đây thì chúng ta chỉ đọc nhanh qua các đáp án là chúng ta có thể biết ngay được đâu là cặp từ trái nghĩa, đúng nào? Vậy thì ở đây chắc chắn cặp từ trái nghĩa sẽ là cặp từ yên lặng và ồn ào. Chúng ta khoanh vào ý B. Tiếp tục mời các bạn cùng chuyển sang câu tiếp theo. 6. Gạch chân bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi để làm gì trong câu sau? Mời các bạn cùng chú ý. Bông cúc tỏa hương thơm ngào ngạt để an ủi sơn ca. Vậy thì để tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì, như các bạn đã được học rồi, đúng nào? Thì bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì thì sẽ luôn luôn được bắt đầu bằng từ để. Về đây cô thấy có cụm từ để an ủi sơn ca. Vậy thì đây chính là bộ phận câu sẽ trả lời cho câu hỏi để làm gì, đúng nào? Vậy là câu số 6 là người ta đã củng cố cho người ta kiến thức, đó là tìm câu trả lời cho câu hỏi để làm gì. Mời các bạn cùng chuyển sang câu số 7. 7. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Vậy thì từ chỉ đặc điểm ở đây chúng ta sẽ biết ngay được đó là từ gì? À, đó chính là từ chót vót, đúng nào? Từ chót vót này là từ đặc điểm của ngọn cây đấy các bạn ạ, đúng nào? Tiếp theo, mời các bạn cùng chuyển sang câu số 8. Em hiểu cổ kính nghĩa là gì? A. Có từ lâu đời và có vẻ trang nghiêm. B. Cổ áo có mắc cái gọng kính. C. Có từ lâu đời và đứng nghiêm. Vậy thì theo các bạn, đâu sẽ là đáp án đúng cho câu số 8 này? Để tìm được câu số 8 này đâu là câu trả lời chính xác thì mời các bạn cùng suy nghĩ xem chúng ta sẽ lên chọn đáp án nào đây.
Theo các bạn, chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Và ở đây cô sẽ đưa ra đáp án cuối cùng, đó là đáp án A, đúng không nào? Đáp án A tức là cổ kính, tức là có từ lâu đời và vẻ trang nghiêm. Tiếp theo mời các bạn cùng chuyển sang câu phần tiếp, đó là phần 2 La Mã, phần chính tả. Và ở phần chính tả ngày hôm nay thì cô yêu cầu chúng ta, phụ huynh sẽ đọc cho chúng ta viết bài bóp nát quả cam, phần tóm tắt, đúng không nào? Và chúng ta cùng chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần tập làm văn. Ở tiết học ngày hôm nay thì cô yêu cầu chúng ta sẽ viết cho cô một bài văn ngắn kể về người thân với các gợi ý mà cô đã cho ở trên màn hình. Và ở đây thì chúng ta có thể viết về bố, về mẹ, về chú, dì, vân vân, những người có trong gia đình chúng ta. Và ở phần tập làm văn này hôm nay thì cô sẽ có một bài văn mẫu về viết về mẹ và các bạn có thể dùng để tham khảo, hoặc các bạn có thể viết bài văn này vào sách Oli để chúng ta sẽ học nhé. Và mời các bạn cùng chú ý lên màn hình. Kết thúc phần 3 La Mã này cũng chính là kết thúc bài dạy của cô ngày hôm nay. Đến đây thì cô xin gửi lời chào đến tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và hãy nhớ luôn luôn ủng hộ cô ở các video sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.